Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người tiếp tục đến với kênh của mình Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người cái con app này Đó là con app đi tốc con app này là con app đào mỏ Đó là con app vừa xem video vừa đào mỏ cho mọi người nhá Đó là kiếm USDT cho mọi người này Thì ở đây mình sẽ đăng xuất ra cho mọi người xem Để mọi người biết cách đăng ký như thế nào Thì link đăng ký và tải con app này trên nền tảng Android iOS thì đã có rồi Thì mình đã để dưới phần mô tả đó mọi người có thể kéo xuống phần mô tả và đăng ký theo như mình ở đây mọi người đây là chính là cái giao diện đăng ký này mọi người điền về 84 Việt Nam của mình nhé mọi người nhá ở đây có hai hình thức đăng ký email và điện thoại này đó mình sẽ đăng ký bằng email đó mọi người sẽ điền cái email của mọi người vào đó đây là mật khẩu của mọi người xác nhận mật khẩu này mã mời mã mời thì mình có để ở dưới phần mô tả rồi đó mọi người bấm vào nhận xác nhận nhận mã xác minh này, nhận mã xác minh này nó sẽ gửi trực tiếp về email của mọi người và mọi người điền vào thôi. Đó, và mọi người bấm vào tạo tài khoản là ok. như mình mình đã đăng ký rồi thì mình sẽ vào đăng nhập luôn này. Đăng ký thì cực kỳ đơn giản rồi. Đó, những cái con app trước thì nó cũng như thế thôi, không có gì khác cả. Con app này cũng vậy. Thì ở đây mình sẽ đăng nhập tài khoản của mình vào. Mọi người đợi mình chút. Ok Thì đây Nó là chính là cái giao diện Giao diện Chủ yếu là mọi người có thể đó, mọi người lướt đây Lướt xem video Thì ở đây mình sẽ lướt qua bỏ cái phần video ấy đi Mà mình chỉ chu tâm Chú tâm vào Cái phần kiếm tiền của con app này Thì ở đây Thì ví tiền của mình Hiện tại là còn Đang có 120 US Đi à, tốc này 120 đi tốc Đó thì cái phần đào mỏ ở đây mọi người mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách giao dịch này trung tâm giao dịch này ở đây có phần mua và phần bán phần mua ở đây là sao thì mình tí mình sẽ nói mình sẽ vào cái phần mỏ của mình đi đâu rồi đây ok thì mình sẽ mà, vào phần mỏ, mỏ của mình. Mà, mà. đây phần mỏ của mình đây hiện tại thì mình đã đăng ký trước cái, cái cái gói này đó danh sách máy khai thác này hoặc máy khác của tôi này đó máy khai thác máy khai thác của tôi này hiện tại mình đã có cái con máy là 20.000 đi tốc tương ứng với 20 đô mọi người ạ à. mình đã mua gói này mà mình đã làm trước cho mọi người xem đó và đây là con con máy miễn phí của con app này khi mọi người vào thì mọi người sẽ được con máy miễn phí này là mỗi ngày mọi người thu nhập được 300 đi tốc này như của mình mình đã làm dài hạn giá hạn của tí là 600 detox với số lượng là 20.000 detox vào để đầu tư này, danh sách máy khai thác này. Ở đây có danh sách này, như mọi người có thể thấy này. Giá cả 20.000 detox này, 60.000 này, đó, 200.000 này và 600.000 detox, đó, mọi người thấy chưa? Thì như là mình mình đã đăng ký con gói này rồi. Đó, kính xem một video này và mọi người xác nhận thanh toán là xong thôi. Ok thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách tiền như thế nào để mọi người hiểu tham gia đầu tư con app này đó mình sẽ bấm vào ví tiền này mọi người bấm vào mua vào này đó bấm vào mua nhanh nhá mua này đó thì ở đây hiện tại đơn giá của nó là 24.315 đồng một đơn giá một đít đó thì cháu dụ mình mua 20.000 đúng không Đấy, Sorry mọi người, đây mình bấm lại này 20.000 Đó thì giá của nó chính là 486.300 đồng Việt Nam đồng đó thấy chưa đó như mình mình đã mua rồi mình đã đầu tư rồi thì mọi người chỉ cần bấm vào mua nhanh và gửi chuyển khoản cho cho cho, cho tài khoản là xong đó như ở đây thì mình đã áp cái địa chỉ ví tiền ở đây có phần ví tiền này mọi người thấy là phần USDT này và TRC 20 đó mọi người bấm vào đó như mình mình add cái mã ví tiền của mình vào đó mình, mọi người có thể add mã ví tiền này vào hoặc là ví chốt wallet hoặc là tất cả những địa chỉ ví điện tử đó trc 20 là ok thì đó mình... video và, và làm một con app kiếm tiền tự đào mò tự động này thì đó mình sẽ giới thiệu thêm cho mọi người cách chính sách riêng tư này hoặc là nhóm mời bạn bè này đó thì mời cái phần mời, mời nhóm bạn bè này ở đây là sao thì mọi người sẽ nhận được cái mã code QR này đó là hoặc là cái mã đây hoặc một cái đường link đường link để download con app này thì mọi người chia sẻ lên trong mạng xã hội như là Facebook này tiktok này tất cả mọi trong mạng xã hội thì có những người tham gia dưới đường link của mọi người thì mọi người sẽ nhận được phần trăm hoa hồng cực kỳ ngon mọi người nhá thì ở đây thì tiếp tục là phần thu nhập từ đảo mỏ này mọi người thấy là mình đã thu nhập được 180 đề tốc hôm nay mà vẫn còn tiếp tục nhá vẫn còn tiếp tục đào nha mọi người nha thì vì mỗi ngày mình được nhận được 600 cơ đó thì ở đây thì tiếp tục là cái phần xem nào cách mọi người mọi người muốn rút tiền rút tiền ra khi mọi người có thành công rồi đó mọi người bán ra này mọi người cái phần bán ra này đó mọi người không muốn đầu tư nữa hoặc là rút một số tiền nhỏ ra đó mọi người bấm vào bán đó mọi người cho dụng mình bán muốn bán 10 nghìn đi 10 nghìn này đó để lại thì thì mọi người sẽ rút về được tầm 232.500 và đơn giá của nó sẽ bị thấp hơn một chút nha mọi người nhá để đơn giá mua và đơn giá bán thì đơn giá bán sẽ bị thấp hơn một chút đó là 23.250 đồng đó à đúng rồi một tương ứng với cả một đô nhá đó thì ở đây mình sẽ chưa bán vội đó mình sẽ chưa bán vội thì mình vẫn đang tiếp tục đầu tư mà hiện tại thì mình vẫn chưa đủ mình đang đầu tư thì khi nào mình hoàn thành xong rồi mình muốn rút hết ra thì mình có thể rút đó thì ở đây cái phần chăm sóc khách hàng này mọi người có cái nhu cầu thắc mắc gì mọi người có thể bấm vào đây và chăm sóc khách hàng này đây mọi người sẽ chat nào ngay chat nào ngay thì sẽ trực on 24 trên 24 cho mọi người này thì đó chính sách riêng tư chính sách riêng tư ở đây là sao mình sẽ giới thiệu chi tiết cái con áp này vì con áp này khá là ngon đây nó có phần tiếng anh rồi thì uh, mọi người có thể đọc qua đó ok thì quản lý thẻ này quản lý thẻ mọi người có thể bấm vào ngân hàng ngân hàng đây tên ngân hàng đó chi nhánh ngân hàng này chi nhánh hà nội hay ở đâu này tên tài khoản tên tài khoản còn khi tên của mọi người trên tên, tên tên cái thẻ mọi người nha đây là số thẻ đó hôm mọi người bấm vào xác nhận là xong ok như của mình thì mình uh, rút vì địa chỉ ví tiền đó là TRC20 rồi mình đã thêm mà rồi Ok thì hôm nay mình đã giới thiệu cho mọi người cái con app đi tốc này cực kỳ ngon này đây hiện tại đây đó con app xem video và tự kiếm tiền cho mọi người đó là con đào mỏ mình đã hiện tại mình đã đầu tư luôn cho mọi người xem rồi đó chắc là video của mình đến đây là kết thúc thôi tạm biệt mọi người nhá thì link tải app con app này thì đã để dưới phần mô tả rồi mọi người cứ tin tưởng đầu tư cho mình ok tạm biệt mọi người